Ở đây sạp bán rau củ à. Và ở đây có một cô bán xôi à, mà hôm bữa chúng ta xem rầm rộ trên mạng à, đó là à, xôi sầu riêng à, phía trước trường à, tiểu học Hòa Bình à. Hàng ăn thì chúng ta thấy à, có quán chè nãy trứng lộn rồi ốc. Ở đây có cô bán mì cuốn chay. Ở đây bánh cuốn nóng. Và đây thì nước mía. À, cũng à, và đây là bún thịt xào à, bún riêu à, và đây có bán cái món gì đây à, bánh bánh ú. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hàm Nghi à, và đây là một cái bến xe buýt ở khu vực đường Hàm Nghi này à, và hành trình hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn à, chúng ta đi về một cái ngôi chợ à, mà ngôi chợ này gắn liền với Sài Gòn rất là lâu rồi à, có lẽ cô chú anh chị ai cũng biết ha à, đó là ngôi chợ cũ à, và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ cũ và à, mình nhìn cùng ngắm nhìn lại cái con đường Hàm Nghi của chúng ta ngày hôm nay à, với những cái tuyến xe buýt ở trên cung đường này và ngày xưa mà ngày xưa không có quá nhiều như thế này à, và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về bến Bạch Đằng à, mình nhìn cùng nhìn lại những cái dãy xe buýt nhà chờ xe buýt. À, rất là nhiều ở đây và cái trạm đổ xe buýt này ở khu vực công viên 23 tháng 9 à, và đối với con đường Hàm Nghi ngày hôm nay thì có rất là nhiều ngân hàng rồi những cái sàn giao dịch bất động sản, chứ không có quá nhiều những cái hàng ăn uống hay là những khách sạn ha. Nên con đường này chuyên về những cái ngân hàng, chuyên về tài chính. Chúng ta đang đi trên cái dãy dãy phân cách. Mình đi ở đây để mình nhìn thấy rõ hơn những hình ảnh bên hai bên đường. Và hôm nay nhân một cái chuyến rảnh rỗi rong chơi dạo mát đi bộ thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi đến một cái ngôi chợ để xem buổi chiều ở đó bán cái gì ha và những hàng quán như thế nào để tiện việc các anh chị các bạn đi về Sài Gòn và ở những khách sạn gần đây thì chúng ta có dịp mình nhìn lại và tham khảo. À, đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bát Tơ và Hàm Nghi. À, thẳng hướng này mình sẽ ra cầu Cầu Móng, chợ Cầu Móng năm xưa. À, và nơi đây có một cái ngày xưa có một cái chợ, đó là chợ chợ chó mèo. À, rất là nhiều những con vật ở đây phía sau trường Cao Thắng đó. Và ngôi trường Cao Thắng ngày hôm nay rất là đẹp, rất là lớn. Thank you.
Buổi chiều ngày hôm nay rất là mát, do không khí lạnh ảnh hưởng của một cơn áp thấp nhiệt đới nào đó. Mưa nhiều, sáng nay cũng mưa tới chiều. Bây giờ trời mát mẻ, chúng ta đi bộ cho đổ mồ hôi, về ăn cơm cho thoải mái. Và đây cũng là cái nhà chờ xe buýt nữa nè. Trong quá trình đi rong ruổi vòng vòng như thế này, em cũng gặp rất là nhiều người ha, và những người đó họ cũng đã xem kênh Vinh Lâm TV thông qua những cái chia sẻ của cô chú anh chị, thì điều đó cũng em cảm thấy rất là vui, vì đi ra đường với những cái nội dung như thế này cũng ít người xem, nhưng mà phần nào đó mang lại giá trị cho các anh chị và các bạn cập nhật một số hình ảnh về Sài Gòn khi mà có dịp đến Sài Gòn, thì đó cũng là niềm vui và vinh hạnh. Mặc dù không quá nhiều người xem nhưng mà cũng cảm thấy có người xem là vui rồi. Và đây là cái giao lộ của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hàm Nghi. Ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều building rất là đẹp. Đẹp so với ở Việt Nam thôi, còn ở nước ngoài có lẽ là đẹp hơn nữa và sang trọng hơn nữa. Đây là phía sau trường Cao Thắng nè, với một cái ngôi trường rất là lâu năm ở đây. Và ngày hôm nay ở phía sau trường đã sửa sang lại rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đường nha, đi đến cái dãy phân cách này tiếp. Đi ở đây thì rất là trống trải, không có bị vướng. Mình nhìn thấy cảnh cũng nó đẹp nữa. Đối với con đường Hàm Nghi ngày xưa thì có rất là nhiều cái nhà hàng, rồi những cái vũ trường, quán bar. Nhưng ngày hôm nay thì không có còn. Chúng ta thấy ở đây có quán cà phê nè, một cái dãy phố rất là cũ nè, rất là xưa nè, nhưng mà rất là có giá. Với những cái hàng quán, shop rất là nhiều. Ngày xưa khu vực này có một cái nhà hàng mà bây giờ cũng còn cái chữ nó in trên tường đó. Đó là Động Phát Restaurant, nhà hàng Động Phát. Và bên đây thấy có một cái ngân hàng Vietinbank, ngân hàng rất là lớn. Và đi tới một tí nữa chúng ta có một cái tiệm bánh, đó là tiệm bánh Như Lan. Và cái tiệm bánh này bán xuyên suốt 24/24, không có ngày nghỉ. Và đặc biệt một loại bánh ngày nào cũng có, đó là bánh trung thu và bánh giò. Họ luôn bán, luôn có. Không giống như ngày xưa thì tới lễ trung thu thì mới có bánh, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào cũng có, miễn có tiền là có. Đó, mình nhìn bên đây có một cái nhà cổ nữa nè. Bây giờ những ngôi nhà kiểu này ở Sài Gòn được đưa vào gọi là cái kiến trúc cổ xưa. Và nếu mà chúng ta mua những cái căn nhà thế này nè, thì không được đập và không được xây lại, chỉ có thể sửa chữa và trùng tu lại nội thất thôi, chứ ngoại thất là cũng không được làm nữa, chỉ có sơn sửa thôi, không được đập xây. Và chúng ta nhìn bên tay trái, đó là cái con đường
một phần con đường Tôn Thất Đạm là một cái ngôi chợ cũ. Mình cùng nhìn lại sau nhiều biến cố, nhiều năm thì mình xem lại hôm nay có thay đổi gì không ha. Đặc biệt những anh chị và các bạn đã từng gắn bó một cái thời thơ ấu ở khu vực này, ngày hôm nay mình xem lại. Và cũng nhân đây em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Chúng ta thấy ở đầu chợ thì có một cái cửa hàng bán nước ngọt, bán bia, và nhà hàng Động Phát của chúng ta nằm bên đây. Đó, cái nhà mà ngay góc đường luôn nè, kế chữ Minh Huy Cà Phê nè. Ở dưới thì có cái tiệm cà phê Tân Xanh, kế bên thì có cơm gà Hải Nam. Động Phát bây giờ thành cái tiệm bán trà cà phê Động Phát rồi. Chúng ta cùng nhau đi qua đường nha. Ở đây thì cũng có đèn đỏ, mình chờ bán xe mình qua thôi, để mình xem coi chợ cũ buổi chiều họ bán gì. Và nó có sơm tụ như những cái năm về trước, mà cùng thời với cô chú anh chị đã từng sinh sống hay không. Ta sẽ nhìn từ đầu đường đó. Khi mà gặp người nào quen anh chị comment nha, cho em xin cái comment để chúng ta cùng chia sẻ. Em sẽ để camera ở giữa và mình sẽ từ từ mình sẽ nhìn hai bên. Nếu mà để một bên thì mình sẽ không thể nào nhìn thấy được hai bên. Mình quay vòng vòng thì cô chú anh chị chóng mặt. Có lẽ bây giờ trời cũng tối và cộng thêm cái chuyển mưa nữa, nên thành ra khung cảnh nó không được đẹp cho lắm. Mình sẽ dừng lại ở đây. Mình sẽ nhìn nhìn bao quát. Ở đây thì có cái sạp bán trái cây, bánh lăng, cô bán dừa. Kế bên đó là cơm Chuyên Ký, một quán cơm rất là nổi tiếng, lâu đời ở Sài Gòn. Ở trên là một dãy, một cụm dân cư ở trên lầu. Chúng ta cùng nhìn lại cái cung đường mình vừa đi qua nè. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây sạp bán rau củ. Và ở đây có một cô bán xôi mà hôm bữa chúng ta xem rầm rộ trên mạng, đó là xôi sầu riêng. Phía trước trường tiểu học Hòa Bình. Xôi Hà Dung, xôi chè đậu phộng. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Với buổi chiều thì những cái sạp thịt cũng đã nghỉ rồi, chỉ còn một vài sạp thôi. Và đây có cái nhà rất là nhỏ nè. Rồi chúng ta tiếp tục.
cô bán trứng lộn, trứng vịt lộn, cái sạp rất là nhỏ. Và đây là ốc. À, con hẻm rất là nhỏ nè. Mà cái đặc trưng của ngôi chợ này là ngày xưa bán rất là nhiều đồ ngoại, nước ngọt nước ngoài, rồi trái cây ngoại, rượu ngoại. Ngày hôm nay thì nội ngoại lẫn lộn. Hàng ăn thì chúng ta thấy có quán chè, nãy trứng lộn, rồi ốc. Ở đây có cô bán mì cuốn chay. Bánh cuốn nóng. Và đây thì nước mía, cũng như bao ngôi chợ khác thì cũng có quầy ăn uống. Đây cơm tấm. Cơm tấm bà Qué. Mì gà, mì nước, xôi gà. Và đây là bún thịt xào. Bún riêu. Rất là nhiều luôn. Rồi mình nhìn lại cái cung đường chúng ta vừa đi qua nha, để mình xem lại những cái gì mình đã không thấy. Và ở đây có cái sữa tươi trân châu đường đen, những cái này mới thôi. Và đây có bán cái món gì đây, bánh ú. Bánh ú á. Và đây sạp bán sạp Vương Mỹ. Đây có chị bán nước cà phê, nước ngọt. Khoai môn hủ sạch là khoai môn ăn ngon ha. Và đào chợ chúng ta thấy có cái quán chú chiên. Chú chiên này thì rất là nổi tiếng nè, bữa không có review á.
chuối chiên Vina chuối 5.000 ôi 9.000 một trái. Ngày xưa thì em ăn là 5.000, bây giờ lên 9.000, lúc cái video thực hiện là 5.000. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh về con đường Hàm Nghi và đi qua cái chợ cũ với những cái hàng quán ăn uống đơn giản, mộc mạc, một số hình ảnh của quê nhà và các bà con tiểu thương ở đây. Nếu mà các anh chị các bạn có đến Sài Gòn thì cũng đừng quên bỏ qua cái địa điểm chợ cũ về chiều, với những hàng quán ăn uống với những cái món cũng đơn giản, gợi nhớ đến chúng ta một cái hình ảnh về ký ức tuổi thơ khi mà mình còn ở Sài Gòn. Nhân đây cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bye bye chợ cũ. Bye bye.